Nếu như công việc kinh doanh của bạn đang bị sụt giảm doanh số, nếu như mà bạn đang cố gắng rất là nhiều rồi nhưng mà vẫn không mang lại được kết quả, doanh số thì nó vẫn không tăng lên và cái việc mà bạn bán hàng nó rất là khó khăn. Bạn liên tục thử những kênh mới như là bán hàng ở trên Facebook hay là bán hàng ở trên TikTok, trên YouTube mà lại không có được một cái chiến lược rõ ràng cũng như là cụ thể, thì điều này chắc chắn rằng là bạn sẽ gặp những cái khó khăn rất là nhiều. Và trong video này thì Quang sẽ chia sẻ cho bạn về ba cái cách thức đơn giản sau đây để giúp cho bạn có thể gia tăng được cái lượng doanh số của mình, cũng như là nó sẽ gia tăng một cách đều đặn và bền vững, tạo thành một cái công việc kinh doanh ổn định cho bạn, chứ không gặp phải cái tình trạng là ngày hôm nay thì chúng ta bán được rất là nhiều nhưng ngày mai thì có thể bởi vì quảng cáo nó bị ảnh hưởng hay là nền tảng nó thay đổi thuật toán thì chúng ta lại bị gặp phải cái vấn đề là nó suy giảm doanh số giống như thời điểm hiện tại nữa. Vậy thì đầu tiên bạn sẽ cần phải hiểu về công thức của doanh số. Doanh số thì nó sẽ bằng cái số lượng khách hàng tiềm năng nhân với tỷ lệ chuyển đổi, nhân với số lần mua và nhân với cái số tiền trung bình trên một lần mua. Và nếu chúng ta tối ưu được cả bốn cái yếu tố này thì chắc chắn rằng doanh số của bạn nó sẽ tăng lên một cách bền vững. Và sau đó khi mà chúng ta ra được chiến lược để chúng ta có thể là quyết định mình sẽ gia tăng theo cách nào thì chúng ta sẽ bắt đầu ra được những tầng chiến thuật như là chúng ta dùng kênh nào, chúng ta sẽ sử dụng những cái phương pháp gì, chúng ta chạy quảng cáo hay chúng ta làm video hay chúng ta viết bài, thì tất cả những điều đó nó sẽ được xuất hiện ngay sau khi mà chúng ta hình thành được chiến lược. Và bây giờ Quang sẽ bắt đầu đi sâu hơn vào chi tiết. Chúng ta sẽ cần phải nghĩ cách làm sao để có thể gia tăng được cái lượng khách hàng tiềm năng mới mỗi ngày. Vậy thì bây giờ bạn đang thu hút một cái lượng khách hàng tiềm năng mới mỗi ngày từ kênh nào? Có thể là bạn đang chạy quảng cáo, có thể là bạn đang xây một kênh TikTok, có thể là bạn đang làm cái fanpage hoặc là thông qua cái hệ thống đại lý, thông qua hệ thống cộng tác viên của bạn để có thể là đưa được những cái khách hàng họ truy cập vào trong shop của mình lần đầu tiên, đúng không ạ? Ok, và những cách làm này của bạn thì nó hoàn toàn không sai. Và chúng ta hãy liên tục nghĩ ra thật là đa dạng, thật là nhiều những cách thức khác nhau để có thể đưa được thật nhiều các khách hàng tiềm năng về cái shop của mình. Có thể là về cái Zalo, có thể về TikTok Shop hay là về cái fanpage của mình, bất cứ chỗ nào mà bạn nghĩ rằng là mình có thể chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất. Thế nhưng ở thời điểm này thì Quang tin chắc rằng đó là cái tỷ lệ chuyển đổi của bạn từ khách hàng tiềm năng ấy, từ những người mà họ quan tâm đến sản phẩm của chúng ta, nó đã bị giảm hơn rất là nhiều so với ngày xưa rồi. Trước đây thì chúng ta sẽ chỉ cần có một cái động tác là gì ạ? Chạy quảng cáo cho khách hàng biết tới sản phẩm của chúng ta thôi, là ngay lập tức họ có thể ra quyết định và họ mua ngay ở trong cái bài quảng cáo đó. Thế còn ở thời điểm hiện tại thì khách hàng họ đã thông minh hơn rất là nhiều, đã có rất là nhiều những sàn thương mại điện tử ra đời. Họ biết rằng có rất nhiều đối thủ của chúng ta cũng đang bán những cái sản phẩm tương tự như vậy. Và bây giờ thì bởi vì là kinh tế cũng đang khó khăn hơn nên là họ sẽ cần phải cân nhắc rất là nhiều điều, họ cần phải có đầy đủ những cái lòng tin để họ có thể ra quyết định. Cho nên cái cách mà chúng ta có thể bán hàng ngay giống như trước đây ấy, thì chắc chắn rằng cái tỷ lệ chuyển đổi của chúng ta nó sẽ bị giảm đi một cách đáng kể. Và bây giờ để chúng ta có thể tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi lên thì mọi người bắt buộc cần phải hiểu về một cái hành trình gọi là hành trình chuyển đổi tâm lý khách hàng. Đó, và ở trong video trước thì Quang đã nói rất kỹ về cái hành trình chuyển đổi tâm lý khách hàng này rồi. Nó là một cái hành trình để biến khách hàng từ việc là họ chưa có nhu cầu về sản phẩm của mình, họ biết đến sản phẩm của mình, họ hiểu sản phẩm của mình, họ tin sản phẩm của mình và cuối cùng thì họ sẽ ra quyết định để mua sản phẩm của chúng ta. Và trên từng cái chặng đó để đẩy người ta đến bước tiếp theo thì chúng ta sẽ cần phải có những cái nội dung được gọi là những cái tuyến bài. Có thể là bài viết, có thể là video, có thể là định dạng âm thanh cũng được, bằng cách nào đó cũng được, nhưng bằng mọi cách chúng ta phải đẩy họ tiến về phía trước của cái thang cái hành trình khách hàng này. Và khi mà khách hàng họ đã tìm hiểu rất là kỹ rồi, họ đã biết sản phẩm của mình là gì, họ có nhu cầu về sản phẩm của chúng ta rồi, thậm chí là họ cũng tin bản thân mình, họ tin chúng ta đó, chúng ta đưa ra rất là nhiều những cái bài liên quan đến bằng chứng uy tín này, những cái giải thưởng của công ty, giải thưởng của sản phẩm, của những đơn vị đài truyền hình họ đưa tin. Đó, chúng ta đưa rất là nhiều cái thông tin như vậy. Chúng ta đưa lên thông tin của sản phẩm như là tính năng, như là lợi ích, đúng không ạ? Rất rất là nhiều. Đó, thì sau đó khi mà khách hàng họ đã hiểu hết rồi mọi thứ rồi thì lúc này việc của chúng ta chỉ cần đưa ra một cái chính sách bán hàng, một cái sự cấp bách, một sự gấp rút, như là chúng ta làm sao để cho họ có được một cái giảm giá ngay trong ngày hôm nay nếu như họ mua. Chúng ta tạo ra một cái chương trình bán hàng, một cái chương trình để khuyến mãi cho khách hàng và họ phải ra quyết định ngay, thì ngay lập tức cái tỷ lệ chuyển đổi của chúng ta nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Bán hàng cho những cái người mà họ quen biết mình rồi, cho những người thân của mình, đúng không ạ? Những người họ đã hiểu về mình, họ tin mình thì có dễ hơn là bán so với người lạ không ạ? Chắc chắn đó là tỷ lệ nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Thế nhưng
À, mặc dù là tỷ lệ cao hơn rồi nhưng mà chúng ta cũng sẽ có một cái tỷ lệ rơi rớt, chúng ta cũng sẽ có những cái người họ chưa đồng ý mua ngay từ lần đầu tiên khi mà chúng ta giới thiệu sản phẩm của mình cho họ. Thì mình sẽ cần phải có thêm một cái động tác nữa, đó là chúng ta sẽ cần phải thu lại cái thông tin của họ, hãy lấy cái thông tin của họ và đổ họ về một cái hệ thống phễu, hay là hãy đổ họ về một cái nơi nào đấy. Chúng ta có thể bảo họ là hãy follow fanpage của tôi đi, hãy follow Facebook của tôi đi, hãy follow kênh TikTok của tôi đi. Để làm gì ạ? Để nếu như họ không mua thì họ sẽ tiếp tục ở trong những cái vòng tương tác với mình, và cứ mỗi một ngày họ lại có thêm những cái điểm chạm. Mỗi một lần họ nhìn thấy hình ảnh, nhìn thấy video thì được gọi là một điểm chạm. Và họ cứ nhìn thấy thật nhiều thì họ sẽ quen thuộc với mình. Và đến một ngày nào đó khi mà họ lại xuất hiện nhu cầu thì cái người đầu tiên họ nghĩ tới ấy nó sẽ là bạn. Và nếu chúng ta có thể làm được điều đó thì cái công việc kinh doanh của mình nó sẽ trở nên bền vững, nó sẽ trở nên lâu dài hơn rất là nhiều. So với việc là ngày hôm nay mình chạy quảng cáo và sau đó thì mình bỏ luôn khách hàng đấy, mình không chăm sóc. À, hôm nay có khách hàng nhắn tin hỏi, họ không mua và mình cũng mặc kệ họ, mình cũng chẳng làm gì cả. Nếu chúng ta có quy trình, nếu chúng ta có chiến lược ngay từ đầu để chuyển đổi như vậy thì Quang tin chắc rằng đó là cái tỷ lệ chuyển đổi của mọi người nó sẽ tăng lên. Ngày hôm nay họ không mua thì ngày mai họ sẽ mua, ngày mai họ chưa mua tiếp tục chăm sóc đến khi nào họ mua thì thôi. Và chăm sóc thì có nhiều hình thức để chăm sóc, chứ không phải như chúng ta nghĩ là cứ phải gọi điện thoại cho họ thì mới gọi là chăm sóc. Chăm sóc họ ở trên fanpage, chăm sóc họ ở trên TikTok, hay là chăm sóc họ ở trên Zalo, bất cứ một kênh nào mà bạn có thể đăng tải những cái nội dung có mục đích. Tức là những cái nội dung có mục đích là gì ạ? Là những cái nội dung mà nó phải hướng theo hành trình khách hàng, khiến cho họ phải chuyển đổi tâm lý, họ tin mình và họ ra quyết định. Thì đó mới là những cái điều mà chúng ta sẽ cần phải chăm sóc họ hàng ngày. Hãy tạo ra những cái nội dung hữu ích và bám sát theo hành trình khách hàng. Ok, như vậy là chúng ta đã có thể xong được hai cái phần liên quan đến số lượng khách hàng tiềm năng. Thì có rất nhiều cách như là chạy quảng cáo, xây kênh TikTok, xây kênh Facebook, xây kênh YouTube, đúng không ạ, để hút được về khách hàng tiềm năng. Và sau đó thì để chúng ta có thể tăng được cái tỷ lệ chốt sale thì Quang cũng đã chia sẻ cho mọi người về hai cái chiến lược vừa rồi, rất là nhiều những cái thứ để chúng ta có thể làm. Và tiếp theo, cái yếu tố thứ ba mà chúng ta có thể tác động được đó chính là cái số tiền trung bình trên một lần mua, cái số lượng hàng trung bình trên một lần mua, số tiền trên cái đơn hàng đó. Hãy cố gắng làm sao để một khách hàng họ tới với mình, đúng không ạ? Chúng ta bỏ ra mất tiền quảng cáo rồi thì bây giờ mình sẽ cần phải làm sao để họ có thể mua được nhiều hàng nhất. Hãy cố gắng làm sao bán cho họ nhiều hàng nhất trên một lần họ mua. Thì chúng ta có một số những cái chiến lược như là upsell. Đó, đầu tiên người ta quan tâm đến size nhỏ, đúng không ạ? Thì hãy hỏi họ xem là em có một cái size lớn như thế này và mức giá của nó thì giảm đi gần một nửa, chị có muốn lấy luôn cái size lớn không ạ? Thì đó là một cái động tác để giúp cho mọi người chúng ta có thể upsell, được chưa? Hay là chúng ta có thể là cross sale. Cross sale tức là gì ạ? Tức là chúng ta bán chéo một cái sản phẩm bổ trợ. Ví dụ họ mua một cái sản phẩm là sữa rửa mặt, thế thì chúng ta hãy hỏi họ xem là thế thì em có luôn cả cái tẩy da chết chị ạ? Đó, sữa rửa mặt thì phải đi cùng với tẩy da chết, chị có muốn mua luôn không ạ? Hoặc là mình có thể tạo ra những cái combo. Ngày hôm nay chị ơi, nếu mà chị muốn mua cái sữa rửa mặt này mà chị lại mua thêm combo tẩy da chết, cũng như là thêm cả một cái sản phẩm liên quan đến việc là dưỡng trắng nữa, thì ngày hôm nay bên em đang giảm giá là tổng cộng là 30%. Đó, hãy đưa ra một chính sách cực kỳ ưu đãi 30% và tặng thêm cho chị cả một cái phần quà nữa, đó là một cái máy massage mặt. Chắc chắn rồi, họ sẽ mua nhiều hơn so với những gì mà họ dự định ban đầu. Và khi mà họ mua nhiều hơn, đúng không ạ, trên một cái đồng quảng cáo mà chúng ta chi trả như vậy thì cái lợi nhuận của chúng ta nó cũng sẽ tăng lên. Hãy cố gắng làm sao để khiến cho khách hàng họ phải mua nhiều hơn trong một cái lần họ inbox cho mình, trong một lần mà mình tư vấn cho họ. Hãy nghĩ ra thật nhiều cách. Và cuối cùng, cái yếu tố thứ tư mà chúng ta có thể tác động được đó chính là hãy làm sao để cho khách hàng của chúng ta họ liên tục quay trở lại với mình. Một đồng chúng ta bỏ ra tiền quảng cáo, đúng không ạ? Đó, bỏ tiền quảng cáo hoặc là chúng ta có thể cắt cho affiliate mọi thứ rồi thì chúng ta rất là tốn chi phí. Và ở giai đoạn đầu có thể mình chấp nhận rằng mình bán lãi rất là ít, có thể là hòa vốn để mình đẩy mạnh chi phí cho marketing, cho chính sách của khách hàng để cho họ có thể sử dụng sản phẩm của mình lần đầu. Vậy thì mình sẽ cần phải có cái nhiệm vụ đó là cần phải chăm sóc thật là kỹ cái data đấy. Hãy chăm sóc họ thật là kỹ trên đa nền tảng. Đó, họ có mặt ở đâu mình xuất hiện đấy. Họ có mặt ở Facebook mình phải đến Facebook, họ ở Zalo mình phải sang Zalo, họ ở TikTok mình phải sang TikTok. Và chăm sóc họ trong cái hệ thống nội bộ. Hãy tạo ra một cái hệ thống nội bộ và một cái quy trình chăm sóc chuẩn để khiến cho họ có thể là quay trở lại mua hàng ngay khi mà họ hết hàng.
Con lấy ví dụ như ví dụ chúng ta bán sữa rửa mặt và cái chu kỳ nếu mà sử dụng sữa rửa mặt ấy trong 3 tháng nó sẽ hết. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải có một kịch bản là một tháng mình sẽ gọi là để hỏi thăm về tình trạng da, 2 tháng mình sẽ cần phải gọi để tiếp tục duy trì mối quan hệ và hỏi thăm họ, và cuối cùng đến tháng thứ ba chúng ta hãy căn cái ngày mà họ chuẩn bị hết sản phẩm, hãy gọi cho họ và tạo ra một cái chính sách khách hàng, một cái chương trình ưu đãi, một cái chương trình khuyến mãi. Và hãy nhớ rằng cái chương trình đấy nó phải là có giới hạn đó, phải có giới hạn. Thì ngay lập tức khách hàng họ sẽ có thể sẽ mua sản phẩm của bạn, và sau đó thì cái tiền lúc này ấy, cái lợi nhuận lúc này ấy, nó sẽ rất là bền vững đó, bởi vì bạn không cần phải chi trả cho marketing nữa, bạn cũng không cần phải chi trả tiền cho quảng cáo nữa, đúng không ạ? Và việc duy nhất là bạn cần phải chi trả đó là bạn cắt cho khách hàng một cái phần trăm giảm giá, hoặc là bạn tặng cho họ thêm một cái phần quà. Đấy, lúc này thì bán hàng nó cực kỳ an toàn. Chứ còn nếu như mà ở lúc đầu ấy thì ví dụ mình chạy quảng cáo ra, đúng không ạ? Mất khoảng tầm 100.000 ra được một khách tiềm năng mà cuối cùng mình không chốt được thì có phải là mình mất luôn 100k không ạ? Đó, nhưng mà bây giờ thì mình giảm giá cho khách hàng, mình chỉ cần giảm cho họ khoảng tầm 30k thôi, hay giảm cho họ 10% thôi là họ chắc chắn sẽ mua và họ sẽ chắc chắn nhận hàng. Cái tỷ lệ rủi ro nó thấp hơn rất là nhiều, cũng như là cái mức độ hiệu quả nó sẽ tăng lên. Hy vọng rằng với những gì mà Quang vừa chia sẻ thì có thể giúp cho bạn cải thiện được cái tình trạng doanh số của mình, giúp cho bạn có thể là hiểu được cái chiến lược, hiểu được cái hướng đi để giúp cho mình có thể là tạo ra một cái mô hình kinh doanh, tạo ra một cái công việc kinh doanh nó bền vững hơn, nó hiệu quả hơn. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì nhớ là hãy để lại cho Quang một like, một comment cũng như là một đăng ký kênh ở bên dưới. Nguyễn Quang xin chào và hẹn gặp lại bạn ở trong những video tiếp theo.